Một ngày mới lại bắt đầu. Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Cùng nhau làm đẹp và cùng nhau chia sẻ lan tỏa giá trị của sản phẩm để giúp cho thật nhiều các anh chị em ngoài kia biết đến, để mình tự tin có một cái làn da mộc, tự tin đi phơi nắng không lo ảnh hưởng đến làn da. Khi các bạn bị chưa bị vấn đề, da của các bạn chưa có vấn đề gì, có ít hoặc có nhiều, thì đã đến với ngôi nhà Atanin thì chắc chắn 100% an toàn và hiệu quả. Đồng Thịnh năm nay hơn 60 tuổi. Các bạn nhìn vào Facebook của Đồng Thịnh để xem cái làn da trước của Đồng Thịnh như thế nào. Và bây giờ Đồng Thịnh vô cùng là hạnh phúc luôn. Hạnh phúc trọn vẹn khi làn da của mình thay đổi. Các bạn ạ, làn da của mình thay đổi, mình hạnh phúc trọn vẹn cuộc sống của mình luôn. Đó, bạn vào Facebook của Đồng Thịnh theo dõi. Rất đơn giản, tại nhà chỉ cần 2 bước 2 phút. Đơn giản như thế này thôi mà làn da của Đồng Thịnh đã thay đổi một cách đúng là ngoạn mục các bạn ạ. Không phải là Đồng Thịnh đâu mà tất cả các bạn trong ngôi nhà Atanin đều có một cái, đã xài cái sản phẩm Atanin là chắc chắn 100% là đã có một cái làn da thật sự là dơ mấy ảnh lên bất kể lúc nào là chụp thật, không phải áp ảo, và hơn nữa là tự tin đi phơi nắng mà đi ra ngoài. Xin chào Thanh Vân, xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Đã đi ra ngoài thì tự tin vô cùng trong mọi lúc mọi nơi các bạn ạ. Đó, tự tin mọi lúc mọi nơi. Đó, rất là tuyệt vời đúng không anh chị em? Đó, mà đi ra ngoài cái làn da càng trắng hồng rạng rỡ, mà đi ra ngoài chắc chắn. Đó, đúng rồi, ở trong nhà thì là đang kiểu như là hôm nay nó cũng hơi trời một chút ở trong nhà, cái ánh sáng nó bị hạn chế. Còn các bạn có biết rằng là ở trong ngôi nhà Atanin bất kể bạn nào cũng thế, đi ra ngoài là làn da bao giờ cũng trắng hồng rạng rỡ và đẹp hơn ở trong live stream, và cũng đẹp hơn ở trong nhà đấy các bạn. Bởi trong nhà cái ánh sáng nó hạn chế, ra ngoài quê em hay mùa mưa nắng mà rất là nắng và rất là gió, cho nên là càng đi nắng thì cái làn da càng trắng hồng rạng rỡ và cái làn da càng là đẹp luôn các bạn ạ. Và chúc mừng ngày sức khỏe may mắn. Đúng rồi. Cảm ơn Thanh Vân. Đó, không quên yêu thương chính mình. Đi qua ngang qua, bất kể bạn nào đi ngang qua cái clip của Đồng Thịnh, hãy cho Đồng Thịnh một cái nút chia sẻ để mình cùng chia sẻ lan tỏa, giúp cho thật nhiều các anh chị em ngoài kia biết đến, để mình chắc chắn là sẽ có một cái làn da, không những làn da thay đổi ngoại mục mà đồng thời bên cạnh đó là mình chưa có một cái công việc nào mà được ưng ý, thì chắc chắn là các bạn sẽ có một cái công việc vô cùng là hạnh phúc trọn vẹn. Tại sao Đồng Thịnh luôn nói là hạnh phúc trọn vẹn? Bởi vì là các bạn có biết rằng là khi cái làn da của các bạn thay đổi một cách vượt sự mong đợi đấy, các bạn sẽ chắc chắn 100% là các bạn sẽ đi đến đâu là các bạn cũng tự tin, đi đến đâu cũng có người ngưỡng mộ, đi đến đâu cũng có người khen ngợi. Thì chắc chắn là các bạn biết là cái gì đến nó đến, đúng không? Không cần, chưa cần phải quảng cáo, chưa cần này phải ví dụ như bán các mặt hàng thì các bạn phải quảng cáo, các bạn phải thế nọ thế kia. Nhưng mà đến với cái sản phẩm Atanin thì đi đến đâu thì tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy cái làn da của mình. Bởi vì là bắt đầu là gặp nhau thì nhìn vào cái da mặt, đúng không? Nhìn vào cái mặt, đúng không các bạn? Mà cái làn da của mình càng đẹp càng xuất sắc thì ai mà chả muốn, ai mà chả mong, đúng các bạn? Mà thời buổi, nhất là thời buổi 4.0 này, có ai là người không muốn mình đẹp đâu, có ai là người không xài sản phẩm đâu, đúng không anh chị em? Vì vậy cho nên là mình á, càng đẹp thì mình càng có tiền các bạn ạ. Nói tóm lại là như vậy. Đồng Thịnh là con người thật, hơn 60 tuổi rồi, con người thật, sản phẩm thật. Đồng Thịnh ngày nào cũng yêu thương chính mình và đồng thời nữa là chia sẻ lan tỏa cho các bạn để các bạn biết đến. Mà chắc chắn là các bạn có thấy là cái em sản phẩm Atanin này em đã giúp cho Đồng Thịnh đó, các bạn có nhìn thấy có sướng không? Đó, thứ nhất là cái làn da săn chắc. Đó, các bạn vào Facebook của Đồng Thịnh để xem nhé. Ngày xưa không thiếu vấn đề gì mà vừa là nhăn khủng luôn, và không thiếu vấn đề gì, các bạn vào xem. Thứ nhất là lám hai cái bên này và nhăn, rồi là lỗ chân lông to, rồi trứng cá, rồi là nói chung có tuổi rồi là tảng ngang đồi mồi, không thiếu cái món gì các bạn ạ. Đến bây giờ các bạn có thấy là đúng là hạnh phúc trọn vẹn đấy các bạn. Bởi vì sao? Thứ nhất là mình thay đổi làn da ngoại mục, thứ hai nữa là mình lại rất dễ dàng giúp đỡ được nhiều người, mình cũng có tiền, đúng không anh chị em? Đó, đây là một cái bước không thể thiếu đấy các bạn. Kể cả là cái sản phẩm Atanin này rất là phù hợp với này các cái bạn mà bận rộn. Đó, các bạn mà đã có công việc ổn định rồi thì các bạn chắc chắn vẫn kiếm thêm thu nhập, mà các bạn chưa có công việc mà các bạn ưng ý thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ
có công việc hạnh phúc trọn vẹn đó, kiếm tiền trong hạnh phúc đó. Đó, chỉ cần đây cái bước này bước không thể thiếu đâu các bạn, bởi vì là một cái bước này là em dưỡng cho làn da của mình giống như mình ăn đấy, đúng đủ đều thì cái làn da của mình càng ngày càng đẹp. Cho nên tại sao Đồng Thịnh vẫn nói là cứ đẹp hơn mỗi ngày đấy các bạn. Các bạn vào theo dõi Facebook của Đồng Thịnh thì sẽ thấy làn da trước của Đồng Thịnh có giống như cái bà cụ 70-80 nhưng mà bây giờ càng thoa càng đẹp, đẹp hơn mỗi ngày. Các bạn có thấy hạnh phúc không? Thì từ cái làn da của mình đi đâu cũng không cần phải quảng cáo, đi đến đâu cũng có người ngưỡng mộ, đi đến đâu cũng có người khen ngợi, đi đến đâu cũng có người hỏi. Thì vì vậy là mình cứ thế là mình là thành như là người bán hàng thôi, từ đại lý nhỏ thành đại lý lớn, là như vậy đấy các bạn. Rất là đơn giản, không phải quảng cáo, không phải gì, mà hơn nữa là cái bản thân của mình thì lại cảm thấy là nó hạnh phúc. Cái tư tưởng và cái tự tin của mình nó đã quyết định cho cái bản thân của mình đã càng ngày càng trẻ hóa đẹp lên đấy các bạn. Các bạn thấy là sung sướng không? Rất đơn giản, chỉ cần như thế này thôi là mình đã an tâm là để đi ra ngoài đấy các bạn. Đó, chỉ cần đơn giản hai bước thôi là mình đã an tâm đi ra ngoài. Mà kể cả là các bạn, khi bạn nào mà mới xài sản phẩm này á, các bạn có biết rằng là nó vô cùng hạnh phúc là như thế nào không? Nó giá trị như thế nào không? Bởi vì sao? Thứ nhất là các bạn mà đi ra ngoài bắt đầu trải nghiệm khi cái làn da của các bạn mà bị hư hỏng ở góc độ nào, ở cái phương diện nào, thì các bạn bắt đầu sử dụng cái sản phẩm này, em nuôi da từ gốc, em bảo vệ và em dưỡng, thì các bạn vẫn tự tin đi phơi nắng, không lo ảnh hưởng, không phải che đậy. Các bạn có thấy sướng không? Mà chắc chắn là các bạn cũng sẽ thành công và đẹp hơn mỗi ngày đó. Cho nên là rất là tuyệt vời luôn. Cho nên ngày nào Đồng Thịnh cũng yêu thương chính mình đó. Kể cả nó có bận rộn bằng mấy đi chăng nữa thì cũng ngoăng một phát hai bước sáng này ra là xong để mình lên đường các bạn ạ. Cho nên là lại tiện lợi vô cùng cho những cái người bận rộn đó, rất là sung sướng. Chẳng có ai là thời buổi bây giờ không muốn đẹp, từ các em bé cho đến các như mình nhiều tuổi và còn nhiều các bạn của mình nhiều tuổi hơn nữa vẫn muốn đẹp các bạn ạ. Đó, rất đơn giản, chỉ cần hai bước như thế này thôi này. Sáng ra ngoằng cái bước thứ nhất và bước thứ hai đó. Và đây là một cái bước là kiểu khi mà mình đã đẹp rồi vẫn muốn đẹp nữa đấy. Bởi vì sao hoa hậu đẹp như thế người ta vẫn muốn đẹp nữa thì mình cũng thế thôi, đúng không các bạn? Mà tin chắc là các bạn cũng như vậy đó. Còn để mà mình mong muốn là mình có một cái làn da thay đổi vượt sự mong đợi, bất kể một bạn nào mong muốn hãy vào Facebook của Đồng Thịnh theo dõi, và hơn nữa là đồng hành cùng Đồng Thịnh. Đồng Thịnh chắc chắn là sẽ đồng hành với các bạn hàng ngày, chắc chắn là các bạn sẽ có một là làn da thay đổi vượt sự mong đợi, hai là chắc chắn là các bạn sẽ kiếm tiền rất là hạnh phúc luôn và đơn giản không phải quảng cáo. Yêu thương chính mình mà mình để có tiền thế thì có còn gì hơn nữa, đúng không anh chị em? Đó, hơn 60 tuổi Đồng Thịnh đã cảm thấy là vô cùng là hạnh phúc rồi, hạnh phúc với bản thân và hạnh phúc rất là nhiều mà nhân lên gấp bội. Là hàng ngày ngày nào cũng thế, hàng ngàn các chị em khắp cả mọi nơi đã và đang sử dụng cái sản phẩm em Atani đó. Thứ nhất là em hoàn toàn bằng thảo dược thiên nhiên, em ăn được, các bạn đã nghe thấy chưa, em ăn được thì mọi tầng lớp mọi lứa tuổi ai cũng xài được, em bé mẹ bầu ai cũng xài được hết. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là em kết quả hiệu quả đây các bạn, đó kết quả đây các bạn. Đó, các bạn cứ vào Facebook của Đồng Thịnh theo dõi và nhìn cái da mặt trước của Đồng Thịnh như thế nào đó, và hiện tại nó là như thế này đó. Đã lên trực tiếp hoặc lên video hoặc là chụp hình tất tận cả mọi lúc mọi nơi, chỉ có thật và thật, không bao giờ biết ác ảo khi đến với ngôi nhà Atani. Vì vậy cho nên là Đồng Thịnh ngày nào cũng thế, mong muốn đi lên, đằng nào cũng yêu thương cái cơ thể, cái làn da của mình, đồng thời nữa là đi lên để chia sẻ giúp cho các bạn, để các bạn biết đến, các bạn không phải giống mình ngày xưa phải đi tìm tòi mất thời gian và xài rất nhiều sản phẩm vứt tiền qua cửa sổ bởi không có tác dụng tác giả. Thứ hai nữa là làn da của mình bị hư hỏng hơn. Còn đã đến với ngôi nhà Atanin, đến với sản phẩm em Atanin, cam kết với các bạn rằng các bạn cứ nhìn cái làn da của Đồng Thịnh đây thì sẽ thấy làn da trước và là đồng thời là hiện tại đó, con người thật, trải nghiệm thật và sản phẩm thật. Không phải là Đồng Thịnh lên để quảng cáo nhé. Rất mong muốn giúp đỡ cho tất cả các anh chị em, là càng ngày càng nhiều anh chị em biết đến, để nhiều anh chị em được tự tin trong mọi lúc mọi nơi, và chắc chắn là các bạn sẽ kiếm tiền trong hạnh phúc rất là đơn giản đó. Cho nên là ngày nào cũng thế, công bố sản phẩm em Atanin đó là vô cùng là Đồng Thịnh biết ơn đó. Đây là một cái body không thể thiếu khi mà cái làn da mặt của mình đã được được được
nuôi dưỡng và bảo vệ, thì đây là cái body mình cũng được nuôi dưỡng và bảo vệ để mình có một cái cơ thể hoàn hảo nhá anh chị em. Đó, không thể thiếu, bởi vì có em cho nên là mình tự tin đi ra ngoài, mình tự tin kể cả là mình không phải che đậy. Đấy, tự tin mình đi tắm biển mà anh chị em. Đó, đây là cái body này. Thứ nhất, bạn nào mà đã xài rồi là mê, mê ở cái điểm nào? Một, thứ nhất là em sẽ giúp cho cái làn da của các bạn trắng, sáng, mềm mại, đồng đều. Thứ hai là em rất là thơm, mình ngồi đâu các bạn cũng thích. Bởi vì sao? Mùi hương thơm tự nhiên của sản phẩm hoàn toàn bằng thảo dược, cho nên rất là thơm tự nhiên, rất là tuyệt vời. Đó, cái quan trọng nữa là các bạn có biết không, em thẩm thấu luôn không bị bít tết. Và cái tuyệt vời vô cùng là cần phải có, phải cần em là gì? Là em bảo vệ đấy các bạn. Kể cả là con nắng như thế nào đi chăng nữa cũng không lo bị cháy nắng. Đó, trắng sáng hơn mỗi ngày. Các bạn có biết là da của Đông Thịnh á, nhiều bạn cứ bảo là ô nhìn cái da mặt của Đông Thịnh á, trông cũng trắng sáng đẹp như thế này, thì chắc là Đông Thịnh cũng có một cái làn da đẹp rồi, nhưng không phải đâu các bạn. Đương nhiên là bố mẹ Đồng Thịnh cho Đồng Thịnh một cái làn da không phải là xấu. Thế nhưng mà Đồng Thịnh đã hơn 60 tuổi rồi, các bạn nghĩ xem. Không có một cái sự sống nào mà trên cái thế gian này, trên cái cuộc đời này mà bảo tự nhiên. Không có đâu các bạn. Chắc chắn là nó phải lão hóa. Mà nếu như mà mình biết yêu thương cái chính bản thân mình hơn, yêu thương cái cơ thể của mình hơn, thì chắc chắn là mình sẽ kéo dài tuổi thanh xuân. Thế thôi. Đó, nó là thực tế. Đúng không anh chị em? Đó. Cho nên là tại sao mà mình cứ là được kéo dài tuổi thanh xuân, được trắng sáng. Thế bây giờ hơn nhau, các bạn có thấy là cái gì? Đây này, là cái yêu thương chính mình. Ai yêu hộ được đâu? Không ai yêu hộ được bản thân của mình cả. Cho nên mình yêu thương chính mình thì mình sẽ được kéo dài tuổi thanh xuân. Đó, sự sống chỉ có một, đúng không anh chị em? Cho nên là chẳng tội gì. Mà hơn nữa là các bạn mới thấy là hạnh phúc trọn vẹn là tại sao? Tại vì các bạn có biết rằng là mình càng đẹp, mình càng đẹp xuất sắc thì mình lại càng có tiền. Đó, bởi vì sao? Cứ đi lên đâu một cái, đi cà phê hay đi chơi hay đi chợ, đó là mình ai cũng ngưỡng mộ, ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Thế thì cái gì đến nó đến thôi, nó rất đơn giản như vậy. Thì mình con người thật này, trải nghiệm thật hàng ngày này, đó, kết bạn Facebook, con người thật, trải nghiệm hàng ngày, sản phẩm thật, thì mình giúp họ thôi, đơn giản cực kỳ luôn các bạn ạ. Thế là mình có tiền. Đó, nó rất là đơn giản như vậy. Cho nên là bất kể một bạn nào mà mong muốn thì hãy nhắn tin cho Đồng Thịnh, Đồng Thịnh sẽ đồng hành với các bạn. Hoặc bất kể một đại lý nào trên toàn quốc, chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Và các bạn mới thấy rằng cuộc đời của các bạn sang trang mới. Đó, một ngày mới chúc tất cả các anh chị em và các bạn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Một chút nữa mình sẽ quay lại video. Bye bye, hẹn gặp lại. Đâu rồi?